Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Tổng thống đắc cử Donald Trump trong một bài phát biểu ngắn tại dinh thự Mar-a-Lago nói vụ tấn công khủng bố tại Berlin là một cuộc tấn công vào nhân loại và nó cần phải được ngăn chặn. Ông Trump cho rằng tình trạng bạo lực tại Đức là một minh chứng cho nhận định của ông về những mối đe dọa có liên quan đến Hồi giáo. Ông nói, tất cả mọi thứ tôi nói đã được chứng minh là đúng và rằng những nhận định của ông là chính xác 100%. Trong một thông cáo từ tiểu bang Pennsylvania, nơi ông cư ngụ, giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen phủ nhận những cáo buộc của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng ông có liên quan đến vụ ám sát nhà ngoại giao Nga Andrei Karlov. Ông lên án vụ giết người này. Thổ Nhĩ Kỳ đang gây sức ép để Hoa Kỳ dẫn độ ông Gulen nhằm có thể đưa ông ra xét xử về cáo buộc rằng ông là người đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7 và những tội khác. Hôm 21 tháng 12, một thỏa thuận nhằm bãi bỏ điều luật nhà vệ sinh đang gây tranh cãi tại bang North Carolina đã đi vào ngõ cụt sau khi các thành viên của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tiếp tục bất đồng. Luật nhà vệ sinh thường được gọi với cái tên là HB2 đã được Nghị viện tiểu bang do đảng Cộng Hòa nắm thông qua vào tháng 3 năm 2016. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.